diễn viên hữu Tính sắp bị xét xử. Theo nguồn tin của phóng viên Tòa án Nhân dân quận 8 thành phố Hồ Chí Minh dự kiến mở phiên xét xử sơ so thẩm đối với bị can Trần Hữu Tính, sinh năm 1987, về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy vào sáng ngày 28 tháng 4. Ngoài Hữu Tính, bị can Nguyễn Hoàng Phi, sinh năm 1990, cũng bị đưa ra xét xử về tội tàn trữ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trước đó vào tháng 11 2022, Viện Kiểm sát Nhân dân quận 8 hoàn tất cáo trạng truy tố ra tòa nhân dân quận 8 đối với bị can Trần Hữu Tính và Nguyễn Hoàng Phi. Theo cáo trạng, Trần Hữu Tính có mối quan hệ quen biết với Nguyễn Hoàng Phi và cho Phi cùng sống chung căn hộ tại chung cư Dài Việt, phường 5, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Tính Phi cùng chia nhau thanh toán tiền nhà. Giữa tháng 5 2022, Nguyễn Hoàng Phi cùng một số người bạn đi hát karaoke trên địa bàn quận 5. Tại đây, một người đàn ông tên Andy không rõ lai lịch đã bỏ ma túy ra cho mọi người trong phòng cùng sử dụng. Khi ra về, Phi thấy còn dư ma túy tổng hợp và thuốc lắc nên đem về phòng ngủ. Phi cất giấu ma túy không ai biết. Sáng 11 tháng 6, 2022, Hữu Tính cùng một số người bạn đi ăn nhậu rồi kéo về căn hộ ở chung cư dài Việt. Vào phòng của Phi, nam diễn viên thấy đĩa sành chứa ma túy và thuốc lắc nên lấy ra cho bạn bè cùng sử dụng. Hôm đó tỉnh cắn và nuốt nửa viên thuốc lắc sau khi sử dụng ma túy tỉnh đi ngủ. Khi Phi về đến nhà biết tỉnh và bạn sử dụng ma túy nên Phi chỉnh nhạc cho hận phấn và đưa ma túy cho một người khác sử dụng. Đến 9 giờ cùng ngày công an quận 8 ập vào căn hộ phát hiện tỉnh cùng hai người khác dương tỉnh với ma túy thu giữ hai gói ni lông chứa 11 viên thuốc lắc. Theo đó, Nguyễn Hoàng Phi bị truy tố về tội tàn trữ trái phép chất ma túy, quy định tại điểm N khoảng 2 điều 249, Bộ luật hình sự 2015 và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, quy định tại điểm B, C khoảng 2 điều 255, Bộ luật hình sự 2015. Hành vi của Trần Hữu Tính bị truy tố về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, quy định tại điểm B, C khoảng 2 điều 255, Bộ luật hình sự 2015, khung hình phạt từ 7 đến 15 năm tù. Theo Viện Kiểm sát Nhân dân quận 8, hành vi của các bị can gây nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng đến trật tự trị an cần phải xử lý nghiêm minh. Trần Hữu Tính, tức diễn viên Hữu Tính, sinh năm 1987, là quán quân chương trình Cười Xuyên Việt năm 2016. Ngoài ra, nam diễn viên tham gia nhiều vở kịch, phim, game show, truyền hình.